Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cách làm nước mát từ gia đam với là đậu xanh. Gia đam, trước tiên mình nói về gia đam, các bạn cắt cắt gia đam là phải dừng lên 15 phút cho cái mủ nó chảy ra rồi rửa. Rửa đi rồi rong cành hai bên rồi cắt khúc ra để dễ gọt. Gọt xong rồi các bạn bỏ cái rổ mà rửa rau á, kê ngay dưới vơi nước ra các bạn xoa xoa nó đi là cái nhớt lọt xuống dưới á, rất là dễ và sạch lắm, không còn nhớt đâu. Rồi các bạn phải để rửa xong rồi là phải để 30 phút vì cái gia đam nó có nhớt đó, thành chi nó giữ nước được, giữ nước trong lâu lắm, thành phải để nghiêng cái rổ lại để 30 phút cho nó ráo nước ra. Rồi là các bạn lấy cái thớt và cái dao giỏ cắt hột lựu đi, cắt có nghĩa là giống như cái móng tay á, chứ không phải là nhỏ lắm đâu, giống như hột đậu phộng á đó. Là rồi các bạn đưa vô tủ lạnh đi. Có người á thì thích cắt rồi thì rửa lại thêm lần nữa, mà mình thì mình không rửa. Mình rửa rồi thì đâu có còn cái gì là bộ nữa. Thành mình rửa một lần thật là sạch, rồi để 30 phút là mình cắt mình dùng luôn thôi, mà mình ăn rất không có nhớt. Rồi tới đậu thì các bạn á, đậu xanh mua về là các bạn rửa thật sạch, rồi bắt lên nấu là 30 phút là các bạn đổ nước nữa đi, xả được 3 lần nước, rồi bắt lên nấu tiếp, đổ nước vô ít ít nước nấu tiếp, nấu thêm 15 phút nữa. Các bạn sôi lên được 15 phút á, là các bạn cũng đổ nước nữa đi. Vì mình nói thiệt về các bạn, trước đây mình cũng có cất đầu, là mình biết đầu xanh là dễ hư lắm. Nhưng mà vì là giờ có cái thuốc thôi đó, chứ không có thuốc là nó mọt hết trơn rồi. Thuốc trong đầu nhiều lắm, thành các bạn phải là cho nó sôi lên giờ nè. Lúc đầu á, các bạn rửa cho thật nhiều nước để cho nó ra cái đất á, rồi đổ nước vô nấu cho nó sôi lên á, mà sôi lên được á là 30 phút là các bạn đổ nước nó ra và rửa thật sạch. Rửa xong rồi á, rồi là các bạn phải đổ nước vô lại, đổ vừa nước thôi, cho nó sôi lên 15 phút nữa, xả thêm lần nữa, xả sạch rồi mới đổ nước vô nấu luôn. Thì khi nấu đầu mà nở rồi á, thì theo như mình á, thì mình có bỏ gừng đây, mình cắt gừng hột lựu như vậy nè, đây, mình bỏ gừng vô, rồi cho đầu các bạn thấy đầu mà bở vừa ý của các bạn rồi á. Đầu nở vừa ý rồi là các bạn bỏ đường. Thì đường á, là tùy mỗi nhà, mỗi người, sở thích mỗi người, bỏ nhiều hay ít là tùy mình. Rồi là các bạn để thật nguội, nước sôi lên lại đã, tan đường, sôi lên lại, rồi là để thật là nguội. Nếu các bạn mà vội thì phải lấy cái thau nước mà chưng cho thật nguội, rồi khi là các bạn mới bắt đầu đổ cái gia đam vô mới ăn được. Vì biết sao không, trước đây á, là mình thì cũng tắt lửa lại rồi để khoảng 15 phút trên bếp là mình đổ gia đam vô ăn. Nhưng mà theo đông y họ nói là độc đó các bạn, vì nó là chỉ ăn tươi vậy thôi, còn mình nấu là độc. Thành chi mình kể từ khi mình nghe đông y trong TV nói như vậy là mình không còn đổ nóng nữa, mình phải đổ thật là nguội, hai thứ trộn với nhau khi thật nguội đó. Thì rồi là mình để chanh đây, gừng đây, thì ai ăn thì bỏ thêm, nhưng mà mình thì mình đã bỏ gừng vô trong đầu mình nấu rồi. Các bạn thấy mình nấu nè, đây thấy chưa, là mình đổ cái gia đam vô ha, cho các bạn cũng coi, ngon lắm. Vì mình ăn nhiều, mình trồng, các bạn thấy mình trồng rất rất là nhiều, mình trồng cả vườn lận, mỗi lần mình cắt là nhiều lắm.
năm bảy chục bè là chuyện thường. Bạn thấy không? Mình cắt mình năm bảy chục bè là chuyện thường. Vì mình trồng cả trước cả sau nha, nhiều rất là nhiều. Đây. Rồi. Đó, rồi là các bạn có nước mắt ăn rồi đó. Để mình trộn xong rồi thì chứ mình múc ra ly. Bạn thấy dễ không? Ăn rất là ngon. Mình á, thì mình có vắt thêm chút chanh nữa. Còn gừng á, thì mình chỉ để cho các bạn thấy cho mình bỏ trong mình nấu rồi. Gừng là mình để cho các bạn thấy thôi, chứ còn mình đã bỏ vào trong mình nấu rồi, thậm chí mình cũng bỏ thêm nữa. Rồi là mình có một ly nước mắt thật là ngon. Các bạn thấy tuyệt vời chưa? À, thì mình muốn nói là các bạn muốn có một ly nước mát giống như mình là dễ mà. Các bạn có vườn đó, trồng đi rồi ra hái liền vô ăn liền đi thì nó giòn lắm. Còn mình qua mua bên chợ cũng được, nhưng mà hẳn không có giòn giống như mình cắt ngoài vườn vô ăn liền. Ngoài vườn vô ăn liền là khác, khác bên chợ xa lắm đó. Đó, các bạn thấy đẹp không? Quá đẹp luôn mà ngon lắm á. Thì mình chia sẻ để các bạn cũng làm một bữa giống như mình cho cả nhà ăn cho vui ha. Các bạn có vườn thì trồng đi rồi ra hái liền vô làm liền ăn liền rất là ngon mà giòn lắm đó. Thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn về nếu các bạn thích thì đăng ký kênh để thấy mình nấu gia đam này, mình làm gia đam nước mắt này rất là nhiều món. Đó. Thì các bạn đăng ký kênh để thấy những clip tiếp theo của mình nha. Chào các bạn. Đây, ngon chưa? Quá ngon luôn nè. Ngon lắm. Đây, chào các bạn.